Bây giờ em hỏi như nào Kim Ngân đúng không? Đúng rồi. Cầm cái đầu tao, tao hỏi cho coi. Thành đấy, quay thằng lên tao hỏi câu dài nó coi nha. Nè nè nè, em lấy ông mới. Em hỏi vô cho tao hỏi cho anh coi nhiêu là hỏi trước bắt trước cho anh coi. Thổi nhẹ luôn, thổi mạnh luôn, rồi, thổi sao mới vừa. Có nên trong tối thổi cái gì không? Đã em nói á, văn lao động đi làm việc trễ. Có nhậu á. Em chấp nhận em có nhậu, em bỏ xe lên anh cũng không chịu. Anh nói em chống đối, mà chống đối sao? Là chống đối sao? Hay là anh nói hà nó câu ờ hôm nay một rất anh là kiếm người nhậu đi thử ống cho anh. Nói chuyện đàng hoàng anh nha. Em không có chửi. Ở đây chưa chửi. Có thể gì là không làm. Ở đây em không có chửi. Em nói câu ừ bỏ xe lại đi về là không có chửi. Hoặc bỏ giấy chứng minh là cho anh luôn. Rồi thổi lại. Không rồi ngậm ngậm vô ống ống chặt thổi một hơi thật dài. Là dài tới bao nhiêu phút? Hay là thở lặng khi nào anh cảnh sát yêu cầu Kim Ngân thì không ông ngậm vô tôi kêu thổi gì nào ông thổi là ông thổi vô đây anh kêu thổi anh cho thổi bao nhiêu phút? 2-3 giây thôi. 2-3 giây là em ngậm nãy giờ quá dây luôn. Anh ngậm vô khi nào kêu thổi thổi rồi ngậm anh ngậm vô tôi kêu thổi mới được thổi là vậy nó mới đi vô má vậy là giống như em chạy xe ngoài đường anh muốn thổi là giờ được thổi hả? Là sao tôi đâu có vi phạm, tại tôi có nhậu nhưng mà tôi không vừa đèn đỏ thì không chạy bậy. Giờ tôi bỏ xe tôi về. Tôi nói với anh à, anh không chấp hành còn một tấc nữa sẽ chở đi test nha. Mời con phường em mời anh về chở đi test. Tôi vi phạm đừng kêu giờ kêu phường mời anh nếu mà anh không chấp hành nữa là anh chứ là anh công nhận anh đã nhậu rồi. Bây giờ tôi chấp nhận nhậu rồi tôi bỏ xe nè. Thì bây giờ xin mời anh rồi tôi chấp nhận rồi tôi bỏ xe nè. Vì xin mời anh chấp hành anh thì hỏi bây giờ nè hỏi đúng đàng hoàng với gì thổi nãy như 4 lần rồi thổi dập mỏ luôn nè chốc da luôn nè anh kêu phường lại anh kêu tôi chưa bây giờ chuyển đồ hai này kia anh muốn kêu đó anh kêu chứ tự nhiên vô kêu thổi 4 lần rồi tôi nói là xử lý nhẹ nhàng cho anh chấp hành thổi đi rồi xong á là sẽ chở đến trung tâm gần nhất để lấy mẫu nha. Lấy mẫu xong là thùng xe đúng không? Lấy mẫu xong là xử lý cho phải lý anh đúng quy định. Đúng quy định thùng xe gì hết. Thì đúng quy định là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái kiện giờ anh phải chấp hành là xử lý nhẹ nhàng đối với anh. Nha. Anh chấp hành đi thổi đúng quy trình chứ anh hỏi không đúng rồi sao? Anh kêu khoảng 1-2 giây. Tôi hỏi. Rồi, anh đưa ra. Hỏi. Anh ngậm vô cho. Khi nào ngậm anh kêu anh cho phép chết thì chết đúng không? Về chứ bắt khẩu hoài vậy. Giờ mà em là lính đi làm, đi làm cho người ta công, cho người ta xách vỏ luồng nghề đi làm. Thôi anh, em gửi xe luôn đi. Anh đâu chịu vậy anh bắt em bỏ luồng nghề bên kia. Mất luồng nghề rồi, anh chịu cho em á. Mất cho luồng nghề anh chịu á. Anh không chịu em đem tới nhà đó. Em công an phường lại. Thì công an phường mới lại đó. Xe anh lại nha. Trong cốp xe có gì em còn lấy ra. Làm gì có vậy? À. Có gì trong đó? Chán đi không lại cái tiền luôn. Ký tên rồi mà. Rồi. Rồi. Ok. Ok chưa? Mà các anh công an phường nào dẫn anh về phường kêu về lại giùm em luôn cái đó. Đây. Rồi anh em lỗi gì mà anh dẫn em về phường? Em chấp nhận em nói câu em không nên kêu gì nghe. Anh kêu á chờ công an phường lại dẫn em về phường. Là sao? Để
giờ anh cứ chấp hành đo nồng độ cồn người ta đi. Thì em thổi 6 lần rồi, có quay phim, anh mở camera lên, anh mở camera lên cho anh coi. Rồi bây giờ hỏi lại ha, 6 lần rồi thổi gì nữa? Nếu thổi rồi người ta yêu cầu nữa. Bây giờ là ai yêu cầu? Thổi nó có hoài vậy mà. Ai yêu cầu? Hay là bây giờ em ra em nằm ở ngoài đường đây nè, xe cán, không xe tải nó cán ngang á mới đủ thôi nè, tôi đủ nồng độ đúng không? Anh thôi bây giờ để ngày mai ha, ngày mai bình tĩnh rồi sắp hết tất cả cái giấy tờ tôi giải quyết tiếp rồi vậy thôi. Tôi không phải là không bình tĩnh thôi, mà tôi chỉ nói một câu á, là tôi nói là tôi không giấy tờ, tôi anh cũng không cho tôi về, tôi để xe mấy anh giữ đi rồi tôi lấy. Bây giờ vậy, không giữ tạm giữ là có niêm phong, phải có niêm phong, có gì hết, có chính quyền lại chính quyền địa phương lại nữa. Nhưng mà không, anh giữ luôn em nha. Không giữ. Tại hồi nãy anh kêu là công an giữ phương tiện thôi về. Không có. Công an phường thì dẫn anh về. Rồi vậy đi thôi, mình nhưng mà phải dẫn theo á. Mình cứ làm nhanh chóng. Không, mình cũng rất là nhanh chóng nè. Công an phường dẫn mình về. Rồi niêm phong đi anh. Rồi, niêm luôn nha. Không giải quyết được thì bây giờ á em làm gì để cho mình chăn khổ một xíu, mất mẹ giả luôn mẹ rồi đó, vô rồi 6 lần tôi lặp đi lại tôi hỏi 6 lần nó không chấp nhận sao không đúng. Bây giờ có khi thổi ra ngoài không, đâu có thổi hơi vô trong cái ống đâu rồi sao, nếu không ống cái anh này sao bỏ chạy bỏ chạy, có anh hỏi ra không hơi qua anh bỏ chạy cảnh nào, còn anh á tôi nói á nè tôi nói ở đây là lực lượng chức năng là chủ yếu tạo điều kiện cho anh xử lý anh cái phương thức là nhẹ nhất đối với anh thôi, bởi vậy khuyên anh nên chấp hành. Nói chung á không phải là chấp hành hay không chấp hành, em vô em nói một câu em không có giấy, không đem theo giấy tờ, anh nói một câu là anh kêu công an phường lại, em bỏ xe, em không đem theo giấy, em bỏ xe lại, anh kêu công an phường lại là nhốt em hay giam em, anh chỉ nói một câu. Còn anh kia nói một câu á, công an phường gọi lại, không nói chuyện không có đầu có đuôi ông ơi, không đầu không đuôi, anh hỏi không đầu không đuôi á, có.